có thiếu thứ gì cả. Mỗi một trận mưa xong thì nó chặn áp lực của nước, nó không chảy được nhanh, không tắt được mà nước nó chảy đặt lên hàng đầu. Chỗ này chúng tôi làm bực nước hồng lưng đấy, có chỗ tôi lội lên cổ cơ. Ở dưới này sợ nhất những cái vật sắc nhọn, mình đeo bảo hộ này nhưng mà nó chỉ đỡ được phần nào thôi. Anh chị ơi, bùn từ cống nhiều không? 60 phân đấy. Mình cố làm khoảng 50 mét trong buổi nay nhá. Rồi. Xả đi. Này ơi, đóng bao. Tôi làm cũng sắp sửa là đến về đêm rồi. Tôi làm thông tắc được mà nước nó chảy thông thoáng này cho người ta đi lại thì mình cũng cảm thấy vui. Thời tiết xấu, cảnh báo là có mưa dông đi kèm với gió mạnh. Cụ thể, thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai như sau. Ở phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông, vùng núi và trung du có nơi mưa to với lượng mưa trung bình từ 10 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Mưa thì tập trung vào chiều tối và đêm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét cũng như là sạt lở đất ở vùng núi về mức nhiệt duy trì trong khoảng từ 24 đến 32 độ. Tương tự ở khu vực phía Đông Bắc Bộ,